Ơi, giao lưu anh em, cụ mai rừng nha. Cây này ngồi khủng cây nha anh em. Anh em phải xét cho anh em xem. Ồ, anh em thả chậu đây à. Cây gần lưng đó nha. Rồi đó cái thước trước luôn ơi. Cây gần cốt đã. Mình đế. Đế trước được ạ. Rồi mình cũ đế. Cây như cái cũ rồi nè, dưới bự. 67. Quanh 67 hả? Trên này không? À, quanh trên phần đó luôn. À, quanh trên phình đó 73, quanh xét cái cụ đế nãy nhiêu rồi bao nữa? 67. Ờ, quanh xét cụ đế là 77 nha. Quanh trên 73. Cây dốc ngọn nè. Ngọn 50. Ngọn 50 nha. Nhưng mong có ra có độc nhiều gì có. Đơn ngang 85. Đơn ngang 85 nha anh em. Chiều cao. Thì bút nó chơi, bây nó bút. Đầu nó hồi về dàn đế lại luôn nha. Chiều cao 1m18. Cao 1m18, đầu hồi nhà đế lại nè. Cây này dễ ok nha anh em. Quay dọc cho anh em xem nè. Đó. Tâm lưng đã nè. Gãy ngồi ok lắm nha. Dễ thì ok nè mà. Lưng nó. Lưng đế nè. Bự nè. Anh em coi nè, cái tay mà. Chỗ đây có mấy cái khe bị cháy rừng nha anh em. Bao lại hết rồi, không sao đâu. Đầu cổ sạch sẽ nè. Cây sáng găng được không nha. Găng nó hết cây luôn nha. Cây bự nha. Có chi nhỏ nè. Đen thì chi nhỏ đẹp nha. Ngồi tấm lưng nữa nè. Em coi nè. Bự nha. Cụ đế nè, nó chồng lồi cái cụ đế này đã nha. Cây sạch sẽ luôn. Đầu gỗ sạch sẽ nè, chi nè. Cây này dễ thì ok anh em à. Ơi, giao lưu anh em, cây mai rừng, tàn thiên nhiên nha anh em, tàn nó bay qua nè, dễ ok nha. Cây thoát thân lên ngắn nha anh em, từ đế này thoát thân lên cỡ mét mấy à, thoát thân là bu tàn cỡ mét mấy à, nữa đo cho anh em coi. Rồi đó cái thước luôn anh ta. Nương quay sát lại cho anh em coi nha. Mình đế nhiều. 44. Mình giữ. Mình đế 44 nha anh em. Mình giữ. 29. Vào bên ngọn luôn. Mình giữ 29 nha. Ngọn 30. Ngọn 30. Mình giữ cho chỗ đó nó nhỏ hơn sao. Nó phình cái đầu nè. À, chỗ đó nó bung càng nó phình. Rồi đế ngang chiều cao rồi. Đây ngang 60 chiều cao. Cao 1m25. Cao 1m25 nha. Thốt thăng lên nhiêu? Đo từ từ gửi đế lên lên cái chỗ. Đó. Thăng lên mét rồi. Thốt thăng lên mét nha anh em. Giờ đế ngang rồi chưa? Đế ngang rồi 60. Rồi rồi ok. Cây bụng càng da đẹp nha. Bay qua nè. Đó, quay vòng lại đem xem. Cây này cứng cắp cây nha, vô chậu rồi ok luôn nha. Cười gì nói, năng nói bụng mà cười. Mày. Đúng. Cây bùng tẹn nha nè. Tao nữa. Dễ ok nha nè em. Để đó em bày nhiều hướng cho anh em sao. Dễ ok nha, dễ nhiều nha. Dễ ok hết. Cây này dễ nhiều. Dễ nè. Thằng lắc lượng lên nè. Bay ra nè. Đậu cổ nè. Bung tàn. Rồi. Giao lưu anh em. Cây mai rừng. Dán thú nha. Cây sạch sẽ không mùng lũ nha anh em. Cây ngồi to cây nha. Một người giác bê nha. Rồi đó có thước trước cho anh em xem luôn. Cây dễ ok nha. Cái dễ nó bằng hoành ngọn luôn nha anh em, dễ bự. Hoành ngọn 40 nha, hoành đế. Đế 60, 64. Hoành đế 64 nha, hoành lưng ấy. Cây này hồi đầu giờ đại đẹp lắm. 56, à 46. Hoành lưng 46 nha, để ngang. 5m1. Để ngang 1m1 nha. Chiều cao,
chiều dài anh thú luôn. Cao 1m15. Cao 1m15 chiều dài. Từ đây từ đây. Từ đầu rồi tới đuôi luôn. Vậy. 1m5. Chiều dài 1m5 nha. Cây này nó hồi cái đầu giờ lại đẹp nha anh em. Em vẽ vòng cho anh em xem. Cây này ngồi thực tế nó bự nha, trong hình thì nó thấy nó video thấy nó nhỏ nha. Dễ ok nha anh em. Ừ, dễ nè. Đó. Dễ ok hết luôn nha. Đó, dễ nè. Chùm dễ ra nữa. Anh em coi nè. Lưng nó nè. Đá nha. Bự nha. Sau này trắng u nữa nè. Ừ. Cây nó hồi đầu về lại nè. Đó. Cây nó hồi đầu về lại đẹp nha. Sao nó có u đẹp nha anh em. Mặt nào cũng đẹp nha. Vô chậu ngang. Đó anh em thả chậu ngang đây nè. Chỗ phần lưng rồi đó. Đầu nó hồi về lại dốt ngọn đẹp nha. Đây nó có cục bể như cục vú nha anh em. Cây sạch sẽ nha. Đừng cổ mập mập đá. Cây ok hết nha. Đây những cái cũ rồi nè. Coi nè. Đầu cổ sạch sẽ nha. Cây đẹp cây nha. Đầu nó hồi về lại nha. À,